Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này thì em xin phép làm cho anh chị một chiếc video để giới thiệu về dòng xe Toyota Cross, và cụ thể là chiếc nội ngoại thất chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8V có ngoại thất màu đỏ, và nội thất sẽ là màu gì đây? Nội thất cũng sẽ là màu đỏ luôn, thì để cho anh chị đang mệnh hỏa hay là mệnh thổ thì có thể là sẽ đang quan tâm đến màu này. Thì đồng thời em sẽ báo cho anh chị về cái tình hình xe, giá xe cũng như lịch xe của các phiên bản Cross hiện tại điểm tháng 11 năm 2022 này. Thì Cross được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì 3 phiên bản lần lượt là bản 1.8G sẽ có giá niêm yết là 746 triệu. Và phiên bản thứ hai là phiên bản trước mặt chúng ta đây, phiên bản 1.8V sẽ có giá niêm yết là 846 triệu. Và phiên bản cao cấp nhất sẽ là phiên bản xăng lai điện sẽ có giá niêm yết là 936 triệu. Thì trong thời điểm tháng 11 này thì em đang có một vài chiếc xe giao được trước Tết, ví dụ như màu đỏ này, màu trắng này, màu đen. Thì bên em đang có 3 xe đấy sẽ giao được trước cho anh chị, cả 3 phiên bản luôn, cả phiên bản G, phiên bản V luôn. Còn phiên bản H, phiên bản xăng điện ấy, thì anh chị liên hệ giúp em thì em sẽ check lại cho anh chị cái lịch cụ thể màu nào có giao được trước Tết và chính sách như thế nào. Thì để đi qua một vòng xe, trước mắt chúng ta đây là một chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8V có giá niêm yết là 846 triệu, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và em đang đi một vòng xung quanh xe để cho anh chị nhìn về tổng quan xe nhé. Và sau đó em sẽ giới thiệu cho anh chị về chi tiết hơn về xe. Hiện tại thì đang là tháng 11 năm 2022, thì chỉ còn khoảng ngày 20 tháng 1 là đã Tết rồi, nên là khoảng tầm 2 tháng rưỡi nữa sẽ đến Tết. Thì anh chị nào đang muốn cân nhắc lấy xe trước Tết thì liên hệ sớm giúp em nhé. Thì em sẽ kiểm tra cái lịch xe và giá xe cho anh chị làm sao nó phù hợp nhất. Và cái đặc biệt nữa là cái xe này cũng có khá nhiều màu ngoại thất, nội thất. Thứ nhất là màu nội thất thì nó sẽ có là màu ngoại thất thì sẽ có các tùy chọn như màu trắng này, màu đen này, màu đỏ, màu nâu, màu xanh và màu xám xanh, màu 1K3. Thì màu còn nội thất thì sẽ có hai lựa chọn, thứ nhất là màu nâu đỏ giống như chiếc xe trước mắt chúng ta đây. Lát nữa thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội thất sau, và một tùy chọn nữa là tùy chọn màu đen. Thì em sẽ giới thiệu cho anh chị cụ thể hơn về ngoại thất chiếc xe này. Thì ở phần đầu xe tổng thể phần đầu xe thì sẽ có, thứ nhất là về đèn sẽ được trang bị là đèn full LED rồi, thì tất nhiên là đến tầm Cross rồi sẽ là đèn full LED, công nghệ an toàn đầy đủ. Thì đèn full LED này có đèn xi nhan LED, đèn chiếu xa cũng là LED và đèn chiếu gần cũng là LED, và sẽ tích hợp chung vào một cái bi này và cái bi cầu đèn bi LED. Phía bên dưới sẽ là cảm biến trước này, còn ở phần trung tâm cái mặt ca lăng này sẽ là một cái logo, và logo này sẽ là đặc biệt và logo này sẽ là đáng tiền. Thứ nhất là nó sẽ có một hệ thống radar ở đây để phụ trách cái chức năng toa safety sense, nó sẽ phát ra cái tín hiệu radar và thu lại tín hiệu để tính được cái khoảng cách để giữ an toàn và hỗ trợ phanh cho anh chị luôn. Còn phía bên dưới này sẽ là cam trước trong cái hệ thống cam 360. Và tổng thể đầu xe sẽ như thế này. Tổng thể phần đầu xe. Còn đây là phần đèn sương mù nhá, cũng là dạng LED luôn ạ. Còn ở phần thân xe thì tiện giới thiệu phần đầu xe luôn thì em giới thiệu cho anh chị luôn. Ở phần trên kính nó sẽ có một cái cụm hình thang này, sẽ là cái chức năng cái camera trong cái chức năng là giữ làn đường, rồi phát hiện ra xe là tự động pha, sẽ có một camera hồng ngoại ở đấy để phát hiện ra các cái chướng ngại vật trong cái gói toa safety sense. Thì tiếp theo ở phần thân xe thì la răng sẽ là la răng phay xước và sẽ có kích thước là 18 inch, và lốp sẽ được sử dụng là lốp Michelin luôn anh chị ạ. Đây ạ, 225/50R18, la răng là 18 inch. Tiếp theo thì là ở phần gương xe thì sẽ được trang bị là gương cụp điện chỉnh điện tự động và có tự động cụp khi lùi, và phía bên chân gương này sẽ có cái cam bên lề của cái hệ thống cam 360. Còn chiếc xe này là chiếc xe bên em đã hoàn thiện hết cái gói phụ kiện của khách hàng, khách hàng chuẩn bị sẽ nhận xe
đăng ký đăng kiểm và sẽ mình sẽ nhận xe. Thì anh chị để ý đây ở phần thân xe này, thì một đặc biệt nữa là cái phần tay nắm này sẽ là tay nắm tự động nhé. Khi mà anh chị đến gần xe thò tay vào mở thì cửa sẽ tự động, và khi mà ra khỏi xe chạm vào phần dấu băng này thì xe sẽ tự khóa lại. Nhưng hiện tại thì là em đang để chìa khóa phía trong xe, thì khi mà em ấn khóa xe thì nó sẽ kêu như vừa rồi. Còn ở phần hõm cửa này sẽ là cái hõm cửa là khách hàng đặt mua thêm, chính hãng của Toyota luôn, chính hãng của Toyota. Tiện ở phần thân xe thì là sẽ có một cái bảng thông số cho cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của xe, thì cái tổng thể sẽ là 7 lít trên 100 cây đường hỗn hợp, còn về trong đô thị sẽ là 9 lít, và ngoài đô thị sẽ là 5,9 lít. Phía đuôi xe thì đèn cũng đã trang bị là đèn full led rồi, sẽ có hai chi tiết là đèn halogen, thứ nhất là đèn lùi và thứ hai đèn xi nhan. Thì hai cái đèn này sẽ yêu cầu là phải là màu vàng, nên là sẽ dùng đèn halogen để cho ánh sáng vàng. Để giới thiệu cho anh chị về phần nội thất nhé, thì xe này được trang bị là nội thất tùy chọn, nội thất màu nâu đỏ. Thì như anh chị thấy nhé, đây là nếu mà ngoài sáng này, cái kính cửa đã được mở bên ngoài thì cái màu sẽ như thế này. Còn vào trong xe, ghế ngồi thì nó sẽ màu như thế này. Xe được trang bị cửa sổ trời này. Cái tấm rèm bên trên thì sẽ mở bằng tay, còn cái cửa kính bên trên này sẽ mở bằng điện, phím tắt mở sẽ ở bên trên này. Còn vào phần xe thì em sẽ bật cái đồng hồ lên để chị quan sát nó dễ hơn nhé. Thì từ trái qua phải em sẽ giới thiệu cho anh chị. Thì như vừa rồi là khởi động lên xe có đèn check ở gương, nó sẽ có cái tính năng là cảnh báo điểm mù này. Còn từ trái qua phải, phần cánh cửa sẽ có, đây là núm điều chỉnh cửa kính và gương chiếu hậu bên ngoài xe. Ở phần hơi tối một chút thì nó sẽ là điều chỉnh độ cao thấp của đèn này, rồi bật đèn pha thích ứng này. Rồi bên cạnh nữa là cái xe này được trang bị là cốp điện ở đây là khách hàng lắp thêm. Còn cái zin về xe thì sẽ được trang bị là cốp cơ. Còn phía bên ngoài đây thì sẽ là cần, này sẽ là cần chỉnh đèn, và đèn ở đây trang bị là đèn auto rồi anh chị ạ. Rồi cái phím điều chỉnh đèn sương mù ở trên vô lăng. Trên vô lăng, tổng thể vô lăng như thế này, và sẽ có hai cụm điều khiển. Thứ nhất là cụm điều khiển giải trí ở phía bên này, tăng giảm âm lượng này, ra lệnh giọng nói, nghe gọi này, nút quay lại, rồi cái phím điều chỉnh của màn hình đa thông tin. Còn phía bên tay phải thì sẽ là điều chỉnh cái lệch làn đường này, bên dưới lệch làn đường này, rồi cảnh báo giữ khoảng cách này, rồi cái bên này là ga thích ứng Adaptive Cruise Control đấy ạ, hay còn nếu mà theo Toyota sẽ gọi là DRCC. Còn nút mốt này sẽ là điều chỉnh các phím âm thanh, các cái chế độ âm thanh, còn bên cạnh là qua bài. Còn xe được trang bị là đầy đủ rồi, tất nhiên ở cả 3 phiên bản. Thì đây sẽ là cụm màn hình trung tâm rất là to, 9 inch. Còn bên dưới sẽ là cụm điều hòa tự động 2 vùng, có bật tắt cửa gió cho người ngồi phía sau, rồi có các cái chức năng cơ bản của điều hòa. Đây là điều hòa 2 vùng tự động này ạ, tự động. Và đây là cần số. Bệ tì tay thì có thể trượt lên nhé, bệ tì tay thì sẽ vẫn là ốp màu đen thôi. Còn những cả cái ốp xung quanh xe này, ốp da, rồi mặt táp lô nhựa, rồi đây sẽ được bọc da nhé anh chị nhé. Và cái táp ly bên cánh cửa thì sẽ đều được là bọc da màu nâu đỏ, giống cái kiểu da của túi sách ấy. Và đặc biệt khi ở tầm lái này, anh chị để ý một chút nhé, thì cái như ở góc lái này chẳng hạn, thì xe này sẽ được tối ưu hơn về cái tầm nhìn cho người ngồi lái. Thì cái trụ A sẽ được mở rộng này, gương sẽ được hạ xuống cánh cửa, nên là từ cái tầm nhìn này của anh chị rất là thoáng, có thể thấy được cả mũi xe luôn. Tầm nhìn lái xe này, nhìn sang bên gương bên phải này rất là thoáng. Thì đi trên cái xe này sẽ là SUV dành cho đô thị. Còn về cái cụ thể cái xe này thì option của bản V này, nó gọi là một bản, hay bọn em hay gọi là bản xăng cao cấp ấy, thì cái option của bản V này sẽ giống với cả phiên bản xăng điện. Còn phiên bản 1.8G ấy thì sẽ thua thiệt một chút, không có cửa sổ trời này, răng nhỏ hơn,
rồi không có cái cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, không có điện điểm mù trên gương, rồi điều hòa chỉ là một vùng thôi, màn hình nhỏ hơn. Đấy thì là phiên bản G thì sẽ rẻ hơn phiên bản này 100 triệu. Thì anh chị nào mà cái tài chính mình muốn bỏ ra mua xe tiết kiệm hơn, tầm hơn 100 triệu, tổng chi phí khoảng tầm 120 triệu rẻ hơn sau khi ra biển, thì sẽ lấy giúp em phiên bản G. Và cái nhu cầu của anh chị sử dụng nó, cái khung gầm này, động cơ, hộp số của phiên bản 1.8V và 1.8G nó sẽ giống nhau. Còn phiên bản 1.8V và 1.8HV phiên bản xăng điện thì sẽ có option tính năng an toàn như nhau, nó chỉ khác nhau duy nhất về hộp số, động cơ, cảm giác lái. Thì nếu mà anh chị quan tâm thích về máy điện thì có thể lấy bản điện, còn nếu mà muốn sử dụng một chiếc xe không quá nhiều hệ thống mà để mình phải can thiệp thì có thể lấy giúp em phiên bản này, thì là cũng là đầy đủ option luôn, tính năng an toàn các thứ. Thì vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về cái nội ngoại thất chiếc xe Toyota Cross 1.8V phiên bản màu đỏ, và nội thất cũng là màu nâu đỏ luôn. Thì em sẽ chiếc xe này đang được trang bị cái tính năng là cốp điện, thì em sẽ giới thiệu cho anh chị luôn về cái tính năng này. Anh chị ấn nút ở cốp xe hoặc nút ở trong xe thì cốp nó sẽ tự mở lên. Còn ở phía phần trong xe này bên này vừa đi đăng ký xong rồi. Còn đây sẽ là cái hộp để cái cốp cũ của xe, và đây sẽ là cái lót cốp này. Đây là tấm chắn của cốp. Còn muốn đóng cốp lại thì cần ấn vào cái nút ở đây. Nếu mà là cốp zin thì ở đây sẽ là cái chỗ bệ cái chỗ mà tay nắm để giật cái cốp xuống. Này, cốp sẽ tự động đóng lại. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về cái nội ngoại thất cũng như là về giá xe, chính sách xe và các cái phiên bản, so sánh cho anh chị sơ bộ với các phiên bản xe. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về các phiên bản của Cross cũng như là về giá xe, chính sách xe hay bất kỳ về vấn đề gì liên quan đến xe của Toyota nói riêng hoặc các hãng xe ô tô nói chung thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình nhé. Xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.